Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Đào Điều Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 126 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 126 Độc Bộ Thiên Hạ Thạch Trư ngay sau đây. Tiếp theo tập trước, lại nói lúc bấy giờ, trong mắt của Hạo Thiên Khuyển, một mắt trái một mặt trời chói chang, còn mắt phải là một vầng trăng sáng. Sau khi nó nuốt vào Đại Nhật Thần Châu và Nguyệt Hoa Châu, đôi mắt là càng thêm sáng ngời, một con mắt như lửa, một con mắt như nước. Nó mở hai mắt giống như Nhật Nguyệt Song Châu tái hiện, không chung một mảnh sáng ngời khiến người ta không thấy rõ vị trí của nó, chỉ còn lại có một vầng mặt trời và một vầng mặt trăng. Cự Khuyển ngửa mặt lên trời giống to, tiếng rú long trời lở đất. Thậm chí ngay cả Triều Công Thiều và đám người Đông Hoàng Thương đang ác đấu không ngừng cũng bị cả kinh dừng tay lại. Đùng một tiếng, nó cất bước đi đến chỗ Ngọc Tiêu Cung Chủ. Đây là cự thú thật sự bá chủ viễn cổ, sự tồn tại so với yêu thú thượng cổ mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Đùng đùng đùng, bước chân của nó dẫm lên trên hư không, ngay cả khung trời cũng bị ép đến vặn vẹo. Loại cự thú này vốn không nên ở thế gian này, mà là ở thiên giới. Chỉ có không gian thiên giới vô cùng ổn định mới có thể chịu được thân thể vô cùng mạnh mẽ của loại cự thú này. Ngọc Tiêu Công Chủ lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, hít một hơi thật dài, chỉ thấy nơi eo của nàng truyền đến tiếng răng rắc, dường như trong cơ thể có xương mới mọc ra. Chỗ eo của nàng từ từ dài ra một thân hình khác, eo nhỏ phong nhũ, có đầu có tay, có mặt có mắt, và áo tung bay, tư thế duyên dáng, xinh đẹp nói không nên lời. Sau đấy lại có một thân hình sinh trưởng ra, tay đầu đều có, mặt như xương lạnh. Hai thân hình này chỉ có nửa người trên, dùng chung nửa người dưới với thân thể của nàng. Trong đó nữ tử mặt lạnh như xương, trong lòng ôm một con thỏ ngọc, mà nữ tử xinh đẹp thì cầm trong tay một nhánh hoa quế 18 khúc. Dưới chân của nàng hiện ra một con ngọc thiềm thật lớn. Về phần bản thể của nàng thì cầm trong tay một cây rìu lớn, đằng đằng sát khí. Giờ phút này, Ngọc Tiêu Công Chủ giống như một nữ tử dị dạng, kinh diễm. Ba vị nữ tử trên đầu trăng sáng treo cao, trong lòng có một cảm giác khiến người ta kinh diễm và kinh hãi. Một thân tam tương, đây là bí mật bất truyền của Hàn Nguyệt Cung. Một thân tam tương, một khối thân thể sinh ra nửa người trên, tam tôn, ba đầu sáu tay, đều tự phụ trách một mặt chiến đấu, cùng với nhất mạch hoàng tộc đế thích trong ma tộc có chỗ tương tự. Hai loại thân thể này đều có dài ngắn, hoàng tộc đế thích bốn đầu, tám tay, có thể chiếu cố đến bốn phương tám hướng. Ngang với cảnh giới hạ, so với một thân tam tương, lực công kích và lực phòng ngự lại càng mạnh hơn. Nhưng phạm vi công kích không bằng một thân ba pha. Một thân tam tương có thể có được không gian thi triển cực lớn, càng thêm linh hoạt, ra tay càng thêm quỷ dị. Hơn nữa, thỏ ngọc trong lòng của nàng, ngọc thiềm dưới chân cũng không phải yêu thú bình thường, mà là hoa loại viễn cổ cự thú sinh tồn sinh sản trong Quảng Hàn Cung bí cảnh. Bí cảnh Quảng Hàn Cung chính là chỗ ở của Quảng Hàn Tiên Tử, gần viễn cổ tiên giới Thiên Đình. Quảng Hàn Cung tuy rằng cũng bị hủy diệt khi lục đạo luân hồi tan biến, nhưng trong đó một mảnh vỡ quan trọng và lớn nhất trong đó lại được lưu lại. Nơi này vốn có rất nhiều cự thú sinh sống. Không ít cự thú trong lần đại họa kia vẫn còn sinh tồn, sinh sản, sinh lợi. Trong đó hùng mạnh nhất chính là thỏ ngọc và ngọc thiềm. Thỏ ngọc như yêu, chân trước túc chính là tay người, chân sau chính là vó ngựa, hai mắt như máu, nhìn như một con thỏ vô hại, lại tản mắt ra khí tức sinh mãnh chỉ có hồng hoang dị chủng mới có. Ngọc thiềm miệng phun ra thuốc bất tử linh, kéo dài tuổi thọ, cũng là một viễn cổ dị chủng có sức chiến đấu cực đoan mạnh mẽ. Hai con cự thú Ngọc Tiêu Cung Chủ nuôi dưỡng này từ nhỏ liền theo nàng cùng nhau tu hành, hiện giờ đã thành cự thú nhân hoàng kỳ, thực lực so với nhân hoàng bình thường còn mạnh hơn rất nhiều. Bất cứ kẻ nào, cho dù là vô hoàng đến đây cũng không thể ở Hàn Nguyệt Cung ta làm can, huống chi là một con chó. Ba gương mặt của Ngọc Tiêu Cung Chủ cùng cười lạnh, rồi đột nhiên sử dụng ngọc thỏ đánh tới Hạo Thiên Khuyển và con chó lớn kia. Thỏ! Hạo Thiên Khuyển hai mắt phát sáng, nước miếng chảy ròng ròng, vội vàng nhảy lên đầu mẫu thân.
mở cái miệng to như ao máu, chờ đợi con thỏ này đưa tới cửa. Vị đại công chủ này đúng là người tốt mà. Cái đuôi của nó nắc như trống bỏi, thầm nghĩ trong lòng. Chỉ thấy con thỏ trắng tuyết di chuyển trên không trung, hình thể càng lúc càng lớn, vó ngựa một đạp, người đứng lên. Nó giống như là một con thỏ yêu hình người, cơ thể to lên, chân trước bắt lấy một cây chày giã thuốc giống như chùy lớn. Trên cánh tay, từng khối cơ nhục bùng nổ mở ra. Miệng nó mọc răng nanh, hai mắt một mảnh đỏ. Đây làm sao là một con thỏ dịu dàng động lòng người cho được? Rõ ràng là một con ác thú vô cùng hung mãnh, khiến người ta vừa thấy liền ác mộng tràn lan. Nhắm mắt lại liền xuất hiện bộ dáng ác thú dữ tợn khủng bố này. Nó hình thể thật lớn, so với con chó mẹ kia nhỏ hơn một hai phân. Vó ngựa chấn động hư không, rồi đột nhiên nhảy lên, chảy dã thuốc cả một tiếng, dã tới Hạo Thiên Khuyển. Chỉ riêng chùy dã thuốc đã lớn hơn thân thể Hạo Thiên Khuyển mấy lần. Có thể tưởng tượng được, chảy này vừa đập xuống chắc chắn sẽ khiến cho con phá cầu này nát thành mảnh nhỏ. Chó hoang, nhị gia thật mạnh. Hạo Thiên Khuyển hú lên quái dị, vội vàng từ đỉnh đầu mẫu thân nhảy xuống, chạy về bên người Diệp Húc, hóa thành một con chó nhỏ tránh phía sau của hắn. Diệp Húc hừ lại một tiếng, cuốn lấy Hạo Thiên Khuyển phi thân lên, đứng trên lưng của Hạo Thiên Khuyển trưởng thành. Áo lam phiêu động, thúc giục nguyên thần của mình, phát huy toàn lực, toàn bộ uy lực của Hạo Thiên Khuyển trưởng thành. Cùng lúc đấy, Già La, Tu Đề, Bảo Hiền, ba vị đại minh tôn vương cũng đều tự thúc giục thiên địa pháp tướng của mình, cùng thôi động con viễn cổ cự thú này. Viễn cổ cự thú tu luyện đến cảnh giới nhân hoàng, thực lực vượt xa nhân hoàng bình thường. Thân thể chúng nó, tu vi chúng nó đều đạt tới cảnh giới mà nhân loại, ma tộc hay yêu tộc, tất cả đều không thể tưởng tượng. Nguyên thần của Diệp Húc thần nhập vào Hạo Thiên Khuyển cấp bậc nhân hoàng này, mới phát hiện loại cự thú này có bao nhiêu khủng bố. Không gian trong cơ thể của nó thật lớn, gần như là một đại lục rộng lớn vô ngần, trong đó thậm chí có núi sông hoa cỏ cây cối, thậm chí là cả biển. Hai mắt của nó hóa thành nhật nguyệt, khiến cho trong thế giới cơ thể của mình có mưa gió sấm chớp, mây mù bốc lên. Mở mắt trái thì mặt trời mọc, mở mắt phải thì trăng sáng treo cao. Đây quả thực chính là một thế giới độc lập. Đây cũng là nguyên nhân Hạo Thiên Khuyển tộc dị thường hùng mạnh, bởi vì chúng nó cầm giữ sức mạnh của một tiểu thế giới, có thể nuốt trăng, ăn mặt trời, đem nhật nguyệt mà cắn nuốt. Cự khuyển trên trời há mồm rít gào, tiếng gầm lướt qua hư không giống như mặt kính rầm rầm phá nát. Đám núi to nhỏ ở dưới Quảng Hàn Cung bí cảnh, thậm chí linh sơn đều sụp xuống. Đại trận hộ sơn thủ hộ các tòa linh sơn giống như giấy, căn bản không thể chống đỡ được tiếng rú của cự thú, liền tan thành mảnh nhỏ. Bí cảnh Quảng Hàn Cung giống như gặp đại họa, vô số nhân loại sinh tồn trong bí cảnh đều phây thây mà chết, thậm chí rất nhiều tiểu quốc người bị diệt sạch một mảnh cũng không còn. Đây vẫn là Diệp Húc và ba vị đại minh tôn vương không thể đem uy lực của Hạo Thiên Khuyển trưởng thành hoàn toàn mà phát huy. Nếu như bọn họ có thể chân chính sử dụng cự thú này, chỉ sợ lực phá hoại tạo thành sẽ cả... Diệp Húc cảm giác được ác quả công đức của mình kịch liệt kéo lên, nghiệp hòa, nghiệp quả phân đạp mà đến, gần như bước đến gần đỉnh của đạo đức kim luân, khiến tà khí quanh thân hắn dày đặc giống như ba vương lâm thế vậy. Lúc này Hạo Thiên Khuyển trưởng thành đánh chết ngàn vạn người lẫn vật, trong ngàn dặm bị tẩy thành một mảnh đất trống, tất cả sinh linh không còn một vật nào, thậm chí ngay cả rất nhiều nữ đệ tử của Hàn Nguyệt Cung trong linh sơn cũng bị đánh chết. Hắn đã hoàn toàn đắc tội với Hàn Nguyệt Cung, vĩnh viễn không có khả năng giảng hòa. Tuy nhiên trong lòng của hắn không có nửa phần tình ngộ. Ngọc Tiêu Cung Chủ, nếu ngươi định đem nữ nhân của ta gả cho những người khác, vậy đừng trách ta vô tình, đem Hàn Nguyệt Cung bọn ngươi tẩy thành đất bằng. Đây là cái giá mà các ngươi phải trả. Diệp Húc ánh mắt phun lửa, hắn cười to nói: ta hảo tâm đến cầu hôn, nếu ngươi đáp ứng ta, ta sẽ coi ngươi là thầy, đem ngươi trở thành sư tôn, coi Hàn Nguyệt Cung trở thành nhà của ta, cho ngươi hiệu lực. Cho dù ta trở thành vũ hoàng, cũng là người của Hàn Nguyệt Cung, bảo vệ Hàn Nguyệt Cung ngươi vạn năm hưng thịnh. Nhưng ngươi lại cự tuyệt ta, còn muốn chia rẽ vợ chồng chúng ta. Một khi đã như vậy, ta liền giết sạch Hàn Nguyệt Cung. Keng một tiếng, Thỏ Ngọc cầm chày thuốc trong tay nện xuống, hung hăng nện trên trán Hạo Thiên Khuyển trưởng thành. Chày thuốc trong tay nó cũng là một món nhân hoàng chi bảo, được nó vận luyện thành binh, uy lực thật lớn. Tuy nhiên lại giống như nện trên từng đồng vách sắt, chày thuốc bị chấn động bắn lên cao. Thỏ Ngọc lại đánh tiếp, đã thấy con Hạo Thiên Khuyển trưởng thành này răng sắc một ngụm cắn ngang lưng của nó, hai chân vồ tới xé nó thành hai mảnh, há mồm nhai liên tục, trong chớp mắt liền đem con viễn cổ cự thú cấp nhân hoàng này xé nát nuốt vào trong bụng. Lại vào lúc này, chỉ thấy một con ngọc thiềm bay tới, giống to một tiếng, há mồm đưa đầu lưỡi ra, đem con Hạo Thiên Khuyển gắt gao cuốn lấy, kéo về trong phía miệng. Gầm! Hạo Thiên Khuyển trưởng thành quay đầu giống giận, tiếng gầm cuồn cuộn khiến cho con ngọc thiềm chấn động hai mắt trắng dã, chết ngất từ không trung mà rơi xuống. Ngọc Tiêu Công Chủ hừ lạnh một tiếng, giơ tay một chiêu, chày giã thuốc đã ở trong tay, gào thét mà đánh tới.
cành hoa quế trong tay của nàng càng lúc càng lớn, giống như một gốc cự mộc nhô lên hạ xuống, pang một tiếng đánh bay con hạo thiên khuyển trưởng thành. Chỗ chặt cây hạ xuống, máu thịt tung bay, cho dù là viễn cổ cự thú có thân thể dũng mãnh cũng không thể chống lại được. Đám người Diệp Húc đều bị chấn cho hộc máu, tu vi của Ngọc Tiêu công chủ chỉ sợ phát huy ra 1% cũng có thể ngăn chặn bọn họ. Wow! Hạo Thiên Khuyển trưởng thành quay đầu giống dài, dưới sự khống chế của đám người Diệp Húc xoay người hướng Ngọc Tiêu công chủ đánh tới. Diệp thiếu báo, bằng ngươi cũng muốn đổ sát Hàn Nguyệt cung ta sao? Thứ ngươi dựa vào chỉ là một con chó chết mà thôi. Hôm nay bản cung cho các ngươi triệt để chết tại chỗ này, sau đó săn bằng Hoàng Tuyền Thánh Tông. Ngọc Tiêu công chủ giận dữ, một thân ba pha triển khai, thân hình chuyển động giống như con quay vậy, sáu tay thay nhau giơ lên hạ xuống, cành hoa quế không ngừng rơi, chảy dã thuốc giống như chùy lớn không ngừng nện xuống, còn có diều lớn trong tay của nàng cao thấp tung bay, hung ác vô cùng. Khí chất của nàng vốn cực kỳ xuất trần, giống như tiên tử bất nhiễm, phàm tục giáng lâm, nhưng giờ phút này chiến đấu, dù là nam tử thì cũng phải xấu hổ. Đây chỉ là 1% tu vi của nàng, nếu toàn bộ tu vi của nàng cùng thi triển, chỉ sợ một chiêu liền đoạt mạng của đám người Diệp Húc. Chết đi! Ba món nhân hoàng chi bảo trong tay của nàng chấn động, trên người Hạo Thiên Khuyển trưởng thành lưu lại một vết thương thật lớn, sâu đến xương. Phá cẩu bên người Diệp Húc nhìn thấy nước mắt giàn giụa, trong miệng mắng chửi không dứt, không chữ nào không nặng. Một lần giết không được, ta liền giết 100 lần, giết sạch cả nhà gia trẻ của ngươi, đem đạo thống đàn trường của Nga Hoàng lưu lại hoàn toàn diệt sạch. Diệp Húc cứng rắn chống đỡ, đột nhiên hét lớn: Triều sư bá, còn không mau đến giúp ta một tay! Ầm một tiếng, một Hoàng Tuyền Đại Hà từ trên trời giáng xuống, chấn động mấy trăm ngàn dặm. Hoàng Tuyền Đại Hà này chính là pháp lực của Triều Công Thiều ngưng tụ mà thành, chính là pháp lực nhân hoàng. Một tia ý thức rót vào cơ thể mẹ Hạo Thiên Khuyển, đem thực lực của con viễn cổ cự thú này hoàn toàn thôi động. Nó dường như đã sống lại vậy. Triều Công Thiều thoát khỏi Đông Hoàng Thương, theo Hoàng Tuyền Đại Hà dừng ở chân lưng Hạo Thiên Khuyển. Tu vi của lão vượt xa Diệp Húc, Già La Tu Đề, Bảo Hiền và Hạo Thiên Khuyển. Lập tức con viễn cổ cự thú này phảng phất như từ trong giấc ngủ say tỉnh lại vậy. Xẹt xẹt. Nó há mồm hút, chỉ thấy ánh trăng trên đỉnh đầu Ngọc Tiêu công chủ lập tức lay động không ngừng, rồi đột nhiên bị nó một ngụm hút đến nuốt vào trong miệng. Vầng trăng này chính là một môn cấm pháp của Hàn Nguyệt cung mà Ngọc Tiêu công chủ khổ tu, không ngờ bị cự thú này một ngụm nuốt vào, tương đương với trực tiếp phế bỏ cấm pháp này của Ngọc Tiêu công chủ. Ngọc Tiêu công chủ sở dĩ có thể làm đại công chủ của Hàn Nguyệt cung chính là dựa vào tu thành cấm pháp Ngũ Đại Nhân Hoàng Kỳ. Loại cấm pháp thứ 6 tuy rằng không tu luyện đến Nhân Hoàng Kỳ, nhưng cách cảnh giới Nhân Hoàng cũng không còn xa nữa. Tuy nhiên, Hạo Thiên Khuyển chính là nghệ hoàng lưu lại, chuyên khắc chế viễn cổ cự thú của Hàn Nguyệt cung tâm pháp, một ngụm liền đem cấm pháp này của nàng nuốt ăn, khiến tu vi của nàng tổn hao rất lớn. Oanh một tiếng, cự khuyển nâng chân trước lên, hung hăng nhào tới, quạt trên người của Ngọc Tiêu công chủ, đánh vị đại công chủ Hàn Nguyệt cung này bay xa ngàn dặm, lập tức chân mở ra, từng bước đuổi theo nàng. Lại một chảo đánh tới, Ngọc Tiêu công chủ bị đánh giống như diều đứt dây, một thân ba pha pháp thân lập tức bị phá vỡ. Hai đại pháp thân của nàng trực tiếp bị cự khuyển lớn đánh nát, máu thịt tung bay, bản thể của nàng cũng va chạm kịch liệt, thân thể rách tung tóe, chật vật không chịu nổi. Tu vi của nàng Ngũ Đại Nhân Hoàng phân thân đều dùng để chấn áp Quỳnh Tiêu công chủ, tự thân chỉ có một đạo cấm pháp tu luyện chưa đến tuyệt đỉnh, hơn nữa cấm pháp này cũng bị cự khuyển một ngụm nuốt ăn, tu vi tự thân không còn lại bao nhiêu, lập tức mạnh yếu nghịch chuyển. Nàng tuy rằng là chủ của Hàn Nguyệt cung, nhân hoàng đỉnh cao, nhưng luận thân thể mạnh mẽ vẫn kém Hạo Thiên Khuyển loại viễn cổ cự trùng này, loại cự thú sinh hoạt tại viễn cổ thiên giới. Chỉ trong nháy mắt, nàng liền đầy vết thương vô cùng thê thảm, nàng tóc tai tán loạn, cả người là máu, liều mạng né tránh công kích của Hạo Thiên Khuyển. Tuy nhiên thực lực kém quá lớn, nàng căn bản khó có thể ngăn cản móng vuốt của Hạo Thiên Khuyển được. Đám người Đông Hoàng Thương, Đông Hoàng Mục nhìn chân chối đến ngàn họng, đường đường công chủ của Hàn Nguyệt cung không ngờ bị đánh cho áp đảo, hơn nữa cả người bị thương nặng. Thường lão tổ, đây là thời cơ tốt nhất để kết giao với Hàn Nguyệt cung, so với cái gì kết thân liên minh đều tốt hơn nhiều. Đông Hoàng Mục ánh mắt chớp động, trầm giọng mà nói. Đám người Đông Hoàng Thương ánh mắt cũng sáng lên, còn chuyện gì có thể so với ở thời điểm Ngọc Tiêu công chủ gặp nguy hiểm ra tay trợ giúp, càng có thể khiến cho Ngọc Tiêu công chủ cảm kích đây. Được, cùng nhau động thủ. Đông Hoàng Thương mở miệng quát lớn, mọi người của Thái Dương Thần Cung đều ra tay. Chỉ thấy không trung lập tức xuất hiện 8 cái mặt trời, có lớn, có nhỏ, nhỏ phạm vi hơn 10 dặm, lớn ước chừng đến hơn ngàn dặm. Bên trong những vầng mặt trời này
vô số tam túc kim ô phóng lên cao. Đám tam túc kim ô của vị nhân hoàng Đông Hoàng Thương này thật lớn, cánh dài mấy ngàn dặm, có thể so với Hạo Thiên Khuyển và viễn cổ cự thú kia, che cả mặt trời đánh tới cự khuyển kia. Móng vuốt sắc bén vươn tới trán của cự khuyển. Những con tam túc kim ô khác đều đánh về phía Diệp Húc và Triệu Cung Thiều. Chân lưng cự khuyển xuống tay với hai người bọn họ. Diệp Húc tâm niệm vi động, cự khuyển dưới chân đột nhiên quay đầu, há mồm mà hút. Chỉ thấy tam túc kim ô đầy trời không tự chủ được gào thét bay vào trong miệng của nó. Sau đó cự khuyển há mồm giống to, tiếng hô long trời lở đất. Một gã tam tương cảnh của Thái Dương Thần Cung lập tức chống đỡ không được, thân hình giống như thổi phồng to lên, càng lúc càng lớn. Đột nhiên là một tiếng nổ tung, thi cốt không còn, thậm chí ngay cả nguyên thần và pháp tướng cũng bị tiếng giống của cự khuyển chấn vỡ. Đột nhiên năm tiếng oành vang lên, lại có năm người không thể chống cự bị tiếng giống của cự khuyển đánh chết. Đông Hoàng Thương kinh hãi thất sắc, vội vàng nghiêng thân che trước người Đông Hoàng Mục. Tiếng hô oanh đến, uy lực có thể so với nhân hoàng đỉnh cao sử dụng nhân hoàng chi bảo oanh kích lên trên người của hắn. Thân thể Đông Hoàng Thương lập tức phân giải, thiên địa pháp tướng của hắn từ trong cơ thể nhảy ra, chính là một người khổng lồ vạn trượng, quanh thân tràn ngập đại hỏa. Tiếng gầm oanh đến, người khổng lồ nửa này lập tức bắt đầu tan rã, nguyên thần ở mi tâm cũng bị thương nặng, gần như bị tiếng hô nổ nát đi. Cho dù có hắn bảo hộ, Đông Hoàng Mục cũng bị dư âm của tiếng gầm lan đến, lập tức miệng hộc máu, ủ rũ khó chịu. Cự khuyển này hoàn toàn sống lại, trình độ dũng mãnh này vượt qua bọn họ dự đoán, khiến 8 người cầu hôn lần này nháy mắt liền 6 chết thay bị thương. Có đám người Đông Hoàng Thương ra tay, Ngọc Tiêu Cung Chủ rút cục cũng ngừng được trong giây lát, ngẩng đầu nhìn Hạo Thiên Khuyển kia, trong lòng vừa sợ lại vừa giận. Cự khuyển này chẳng lẽ là Nghệ Hoàng lưu lại vì đối phó với tổ sư của Hàn Nguyệt Cung ta sao? Nàng thân là chủ của Hàn Nguyệt Cung, đối với tổ sư Nga Hoàng khai phái Hàn Nguyệt Cung cũng biết ít nhiều. Nga Hoàng tuy là vợ của Nghệ Hoàng, nhưng Nghệ Hoàng đối với nàng không phải là hoàn toàn tín nhiệm. Mà dùng Hạo Thiên Khuyển miệng nuốt nhật nguyệt dùng để phòng bị Nga Hoàng. Sau đó Nga Hoàng giận Nghệ Hoàng mà đi, đem chuyện này ghi lại. Viễn cổ cự thú thọ nguyên thật dài, lấy 500 năm làm một ngày một đêm, một ngày một đêm của chúng nó, người thường chỉ sợ đã chết ngay, cả thi cốt cũng mục nát rồi. Ngọc Tiêu Cung Chủ tóc tai bù xù, chật vật đến không chịu nổi, thừa dịp đám người Đông Hoàng Thương, Diệp Phúc giờ lực chú ý, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, sử dụng cành hoa quế hóa thành đại thụ che trời, hung hăng quất về phía cự khuyển. Nàng thầm nghĩ, tuy nhiên cho đến ngày nay, ác khuyển khắc chế Hàn Nguyệt Cung cuối cùng cũng chết, chỉ còn hai con khốn kiếp bị Diệp Thiếu Bảo và Triệu Cung Thiều sử dụng, đã không có cái loại hung uy nuốt thiên thực nguyệt như trước nữa rồi. Bọn họ dám sử dụng ác quyển này ở Hàn Nguyệt Cung ta, dương ngoài chỉ có một con đường chết mà thôi. Gào! Hạo Thiên Khuyển quay đầu, há mồm giống to, lập tức cành quế trong tay Ngọc Tiêu Cung Chủ, vô số cành lá đều rơi rụng, chỉ còn lại nhánh cây trụ lủi. Phục sức hoa mỹ trên người của nàng tất cả đều tan rã, bị cự khuyển giống cho chấn vỡ. Nàng khỏa thân không một mảnh vải che thân, da thịt của nàng không chút tì vết, trắng như tuyết, bộ ngực sữa kiều đỉnh, quả mơ phấn hồng, vòng eo yêu kiều nắm được, mềm yếu tinh tế, nghiễm nhiên là một vị tuyệt đại gia nhân. Ngọc Tiêu, chết đi! Diệp Húc hừ lại một tiếng, trong lòng sát khí mãnh liệt, không có nửa phần thương hương tiếc ngọc, thao túng cự khuyển há mồm táp tới tuyệt đại gia nhân khỏa thân, định đem vị Hàn Nguyệt Cung đại cung chủ này một ngụm nuốt ăn, khiến nàng táng thân trong bụng của chó. Triều Công Thiều có chút do dự, thở dài, pháp lực cuồn cuộn không ngừng dắt vào cự khuyển. Hắn thầm nghĩ, Ngọc Tiêu Cung Chủ, nếu như chết đi, chỉ sợ Hoàng Tuyển Thánh Tông ta thực sự cùng Hàn Nguyệt Cung không chết không ngừng rồi. Tuy nhiên, nói gì thì nói, nếu đắc tội tiểu nương bì này, thậm chí đem xiêm y của người ta phá tan thành từng mảnh, vậy liền đã sớm là kết quả không chết không ngừng rồi, không bằng triệt để đắc tội, xử lý nàng luôn, làm suy yếu thực lực của Hàn Nguyệt Cung. Người tìm đường chết sao? Ngọc Tiêu Cung Chủ vừa thẹn vừa giận, đây đối với nàng mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Suốt cuộc đời nàng chưa bao giờ bị người mắng qua, Diệp Phúc lại mắng, chưa bao giờ bị người đánh qua, Diệp Phúc lại đánh. Ngoại trừ Ma Hoàng, nàng chưa bao giờ cởi bỏ xiêm y trước mặt người khác, thân thể lõa lồ mềm mại lại bị Diệp Phúc phá tan thành từng mảnh. Loại sỉ nhục này khiến nàng xấu hổ và giận dữ, hận không thể đem mọi người giết sạch. Đây đối với nàng mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã, không thể chịu đựng được. Nàng tâm niệm vi động, quần áo hoa phục bao phủ quanh thân, lập tức năm đạo khí tức long trời lở đất từ trong Quảng Hàn Cung phóng lên cao. Đây là ngũ đại nhân hoàng phân thân của nàng. Tại thời điểm nguy hiểm này, nàng rút cục bất chấp chấn áp Quỳnh Tiêu Cung Chủ, vừa vàng triệu hồi ngũ đại nhân hoàng phân thân, khôi phục thực lực toàn thịnh của mình. Một cỗ khí tức vô cùng mạnh mẽ, hơi thở từ chân người của nàng truyền đến. Ngay sau đấy khí tức độc đáo chấn áp chư thiên của cấm bảo phóng lên cao,
tràn ngập toàn bộ Quảng Hàn Cung bí cảnh. Trong Quảng Hàn Cung bí cảnh, cây chu hoa quế thụ không gió tự động cành lá bay múa, vô số hoa quế thật nhỏ nở rộ, vàng phấn hồng bạch, muôn hồng nghìn tía, rực rỡ vô cùng. Đại thụ điên cuồng sinh trưởng, nứt đất mà ra, gốc đại thụ này giống như một tinh cầu vậy. Hàn Nguyệt Cung cấm bảo bắt đầu sống lại, chỉ là khí thức liền ép cự khuyển không ngừng thu nhỏ lại. Không thể đánh tiếp, còn đánh tiếp, cấm bảo sống lại liền không có cơ hội chạy đâu. Diệp Húc tâm niệm vừa động, cự khuyển lập tức mở bốn vuốt phóng đến thất tinh hoàn nguyệt đại trận ở trên không trung. Hắn thầm nghĩ, đáng tiếc không có cơ hội triệt trừ tiện nhân Ngọc Tiêu này. Hắn đúng là hận Ngọc Tiêu công chủ thấu xương, hận không thể lập tức làm thịt nàng. Tuy nhiên hắn cũng biết Ngọc Tiêu công chủ vừa rồi cực kỳ chật vật, như vậy một nguyên nhân là không dự đoán được cự khuyển này có thể khắc chế tâm pháp và vô bảo của Hàn Nguyệt Cung. Một nguyên nhân khác là đại bộ phận tu vi của nàng đều đang chấn áp Quỳnh Tiêu công chủ. Giờ phút này Ngọc Tiêu công chủ thu hồi năm đạo phân thân, khôi phục tu vi đến trạng thái toàn thịnh, đủ để sử dụng cấm bảo, sử dụng vài phần uy lực cấm bảo, đã dễ dàng có thể đánh chết được bọn họ. Còn muốn chạy sao? Không dễ như vậy đâu. Ngọc Tiêu công chủ trong lòng đã hận đám người Diệp Phúc đạt tới cực hạn, lập tức thôi động Quế Hoa Thụ quét tới cự khuyển ở phía sau. Ầm một tiếng, từng luồng sáng mờ nhiều màu từ trên cành lá hoa quế phát tán ra, ra đến mấy trăm ngàn dặm, giống như một dải lụa đầy, lại giống như một từng đạo cầu vồng có thể tùy ý vặn vẹo. Ánh sáng mờ cuốn đi, một đạo sáng mờ trong đó quét trúng chân sau của cự khuyển, gần như đem chân cự khuyển mà chặt đứt. Đám người Diệp Húc và Triệu Cung Thiều, Già Lam Minh Tôn lập tức cảm thấy nguyên thần, thiên địa pháp tướng của mình phảng phất như bị va chạm vô hình, chấn động gần như tan rã, suýt nữa không khống chế được cự khuyển này. Cho dù Hạo Thiên Khuyển là loại viễn cổ cự thú có thân thể mạnh mẽ, cũng không thể chống lại cấm bảo. Nếu bị hoa quế thụ thật sự đánh trúng, cự khuyển này cộng thêm cả đám người Diệp Húc tất sẽ bị đập nát. Dù sao lấy tu vi của bọn họ vẫn không thể chân chính sánh bằng Hạo Thiên Khuyển trưởng thành. Nếu như mẫu thân của Hạo Thiên Khuyển còn sống, tự mình thao túng thân thể viễn cổ cự thú này, thực lực tất sẽ tăng không thể tưởng tượng, sẽ không bị động như thế này. Ngọc Tiêu công chủ phóng lên cao, sử dụng ngọc thụ quét đến, ánh sáng mờ lại quét trúng đuôi cự khuyển, chỉ một luồng sáng đã đánh bay con viễn cổ cự thú này. Cự khuyển quay cuồng, đám người Diệp Húc bị chấn động hộc máu, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Chỉ là một luồng sáng mờ của hoa quế thụ liền có uy lực như vậy, mà hoa quế trên cây hàng nghìn hàng vạn luồng sáng, khó có thể tưởng tượng tình cảnh nếu như tất cả những luồng sáng này đều đánh trúng cự thú cự khuyển. Đại công chúa, ta đến giúp ngươi một tay. Đông Hoàng Thương áp chế thương thế lập tức xông lên phía trước, cùng Ngọc Tiêu công chủ sóng vai đứng chung một chỗ, đầu bạc phất phơ, điềm nhiên mà nói: tâm pháp của Thái Dương Thần Cung ta cùng tâm pháp của Hàn Nguyệt Cung ngươi tương phụ tương thành, cùng thu động hoa quế thụ này tất có thể phát huy ra uy lực lớn hơn nữa, đem Triều Lão Quỷ và Diệp Ma Đầu xử tử. Đông Hoàng Thương đối với đám người Diệp Húc hận ý cũng đặt tới cực điểm. Hắn lần này mang 6 đại cao thủ đến Thái Dương Thần Cung, tất cả đều chết dưới cự khuyển của Diệp Húc tế lên, thậm chí ngay cả mình cũng bị thương nặng. Giờ phút này nhìn thấy Ngọc Tiêu công chủ sử dụng cấm bảo, nhưng nhất thời chỉ nửa khắc không thể ngăn lại Diệp Húc, nên lúc này đề nghị liên kết lại. Thái Dương Thần Cung cấm pháp và Hàn Nguyệt Cung cấm pháp tương phụ tương hành, tương sinh tương khắc, lấy thực lực của hai đại nhân hoàng bọn họ tất có thể phát huy uy lực của hoa thuế quế thụ ra càng mạnh hơn. Đông Hoàng Thương vừa dứt lời, đột nhiên thấy ánh mắt lạnh như băng của Ngọc Tiêu công chủ dừng trên người của hắn. Hắn trong lòng khó hiểu, đột nhiên thấy một đạo sáng mờ ở trên cây quế xoắn tới, quét trên người của hắn. Vị nhân hoàng của Thái Dương Thần Cung này hừ cũng không hừ một tiếng, liền bị ánh sáng mờ quét cho dập nát nguyên thần thiên địa pháp tướng, tất cả đều trốn không thoát, trực tiếp một kích quét chết. Thân thể bản cung chỉ có một nam nhân được nhìn, nam nhân khác ai dám liếc mắt một cái, liền chỉ có một đường chết mà thôi. Ngọc Tiêu công chủ thản nhiên nói: ngươi đã nhìn qua thân thể bản cung, ngươi cho là bản cung còn có thể giữ mạng ngươi hay sao? Về phần Diệp Tiếu Báo và Triều Cung Thiều, bọn họ căn bản không thể chạy khỏi lòng bàn tay của bản cung lưu ngươi làm cái gì? Ánh mắt của nàng quét tới Đông Hoàng Mục, không chút che giấu sát khí trong lòng. Trán Đông Hoàng Mục chậm rãi chảy xuống một hàng mồ hôi lạnh. Vừa rồi Diệp Húc thao túng cự khuyển giống to một tiếng, xé vỡ xiêm y của Ngọc Tiêu công chủ, khiến thân thể mềm mại của nàng loã lồ. Đông Hoàng Mục cũng xem ở trong mắt. Hắn tuy rằng thưởng thức dáng người yểu điệu của Ngọc Tiêu công chủ không có chút ý dâm loạn, nhưng cũng không có nghĩa Ngọc Tiêu công chủ sẽ bởi vậy mà không giết hắn. Nữ nhân này giờ phút này đang tức giận, chỉ sợ Thiên Vương lão tử có đến cũng dám giết, huống chi là hắn đây. Công chủ. Đông Hoàng Mục
mặt mang nụ cười, hạ giọng nói. Diệp Thiếu Bảo âm hiểm xảo quyệt, Thường lão tổ nhất thời không cẩn thận bị hắn dùng Hạo Thiên Khuyển ăn luôn. Đại thù này không thể không báo. Thái Dương Thần Cung ta tất nhiên cùng Hoàng Tuyển Ma Tông không chết không ngừng. Hoàng Tuyển Ma Tông nợ máu phải trả bằng máu. Ngọc Tiêu Công Chủ nghe vậy nao nao thản nhiên nói. Người hồi bẩm Đông Hoàng Thánh Chủ của Thái Dương Thần Cung, liền nói việc hôn nhân này bản cung đã đáp ứng. Tuy nhiên, người phải nhớ kỹ, nếu như việc này lan truyền ra ngoài, đừng nói ngươi, cho dù Thái Dương Thần Cung, bản cung cũng dám xông đến, cũng dám đi vào giết người. Đông Hoàng Mục ánh mắt chớp động, vội vàng không người nói phải. Ngọc Tiêu Cung Chủ hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy đám người Diệp Húc đã khống chế cự khuyển chạy trốn tới phạm vi bao phủ của Thất Tinh Hoàn Nguyệt đại trận, đang có ý định chạy ra ngoài, không khỏi cười lạnh mà nói: bọn khốn kiếp, Hàn Nguyệt Cung ta sở dĩ có thể hơn 10 vạn năm không ngã, chính là dựa vào Thất Tinh Hoàn Nguyệt đại trận này. Cấm bảo này được khởi động, người bên ngoài đừng mơ tiến vào, người bên trong cũng đừng mơ mà đi ra được. Nàng đang muốn thôi động Thất Tinh Hoàn Nguyệt đại trận, đột nhiên nghe từng tiếng kinh hô truyền đến, chỉ thấy một gã đệ tử của Hàn Nguyệt Cung bay ra từ Linh Sơn, lơ lửng giữa không trung, ngẩng đầu nhìn về phía trước, sắc mặt sợ hãi giống như tận thế sắp đến vậy. Chỉ thấy một trong bảy mặt trăng trên bầu trời, mặt trăng này vốn rất tròn, chân bóng như ngọc, đột nhiên liền thiếu đi một góc. Thiên cầu ăn trăng, thiên cầu ăn trăng. Một gã đệ tử Hàn Nguyệt Cung sắc mặt kịch biến, thất thanh kinh hô: chẳng lẽ trời muốn tiêu diệt Hàn Nguyệt Cung ta sao? Cảnh tượng trước mắt xác định là thiên cầu ăn trăng. Tuy nhiên mọi người đều biết thiên cầu ăn trăng này cùng hiện tượng thiên văn có điểm khác nhau. Cảnh tượng phát sinh trước mắt các nàng là một con thiên cầu thực sự há mồm to cắn nuốt cấm bảo hộ cung của Hàn Nguyệt Cung các nàng. Thất Tinh Hoàn Nguyệt đại trận chính là cấm bảo Nga Hoàng luyện chế, nhất cấm viên mãn luyện chế thành bảo, khi uy lực hoàn toàn bộc phát sẽ cùng cấp với vô hoàng toàn lực công kích, so với hai tòa thủ hộ đại trận của Đại Chu Thiên Tinh Cung cũng không kém. Loại trận pháp mạnh mẽ này cho dù là vô hoàng đến đây cũng không dễ dàng công phá, không nghĩ tới trong miệng cự khuyển lại coi cấm bảo này trở thành bánh mà gặm cắn. Vòng trăng tròn từ từ giảm bớt, nếu có người thiệt lực có thể đạt tới đó, tất có thể nhìn thấy một bóng đen thật lớn há mồm nuốt đánh trăng này. Phần lớn đệ tử Hàn Nguyệt Cung rơi vào khủng hoảng, đã hoàn toàn không có chú ý, thậm chí ngay cả Quảng Hàn Cung cấm địa trong vô số quốc gia, mọi người bao gồm cả quốc vương quốc chủ của những quốc gia này cũng hết thảy quỳ xuống hướng thiên cầu nguyện. Đây là một bức cảnh tượng diệt thế. Nếu như Thất Tinh Hoàn Nguyệt đại trận của Quảng Hàn Cung bí cảnh bị thiên cầu cắn nuốt không còn, như vậy bí cảnh này đã không hề phòng bị mà hiện ra trước toàn bộ vô hoang thế giới, khiến cho không biết bao nhiêu người sẽ dò xét. Quỳnh Tiêu, Cảnh Tiêu hai vị cung chủ giờ phút này cũng lao ra Quảng Hàn Cung, đứng trên không cung điện. Quỳnh Tiêu cung chủ vốn định tìm Ngọc Tiêu tính sổ, thấy cảnh tượng như vậy cũng không nén nổi trợn mắt há mồm, không biết phải làm sao. Đừng kinh hoàng. Ngọc Tiêu cung chủ hừ lạnh một tiếng, hướng Quỳnh Tiêu cung chủ cười lạnh mà nói: nhị sư muội, ngươi hiện tại đã biết tiểu tử này đến để thân, lòng dạ khó lường như thế nào rồi. Hắn mang theo Hạo Thiên Khuyển của Nghệ Hoàng đến, rõ ràng không phải tới để thân, mà là định phá Hàn Nguyệt Cung ta, định đem Hàn Nguyệt Cung ta hủy hoại trong chốc lát kìa. Quỳnh Tiêu cung chủ chần chừ một chút, lạnh lùng mà nói: đại sư tỷ, nếu ngươi không chia rẽ hắn và Kiều Kiều, sao lại náo ra loại chuyện này được? Giữa hai vị nữ tử hỏa dược mười phần, Cảnh Tiêu cung chủ không khỏi nhức đầu, cuống quýt mà nói: hai vị tỷ tỷ, trước đừng cãi nhau. Nếu như Thất Tinh Hoàn Nguyệt đại trận của Hàn Nguyệt Cung ta bị thiên cầu cắn nuốt, Hàn Nguyệt Cung ta liền không được bảo vệ, vậy đại sự không ổn rồi. Chi bằng trước đem đại trận thôi động, bắt lấy bọn họ. Quỳnh Tiêu cung chủ thở dài: nếu như Diệp Húc dùng cự khuyển đem đại trận hộ cung của Hàn Nguyệt Cung cắn nuốt không còn, đích xác khiến cho Hàn Nguyệt Cung bị vây trong hoàn cảnh không ổn. Huống chi Thất Tinh Hoàn Nguyệt đại trận chính là cấm bảo Nga Hoàng sở luyện, tuyệt đối không thể nào có gì được. Nếu không nàng là tội nhân muôn đời của Hàn Nguyệt Cung, cũng bị đệ tử trong cung thoá mạ để tiếng xấu muôn đời. Ba vị cung chủ cùng thôi động tòa đại trận này, chỉ thấy trên trời cao bảy mặt trăng liên kết đột nhiên lách thành một vòng tròn lớn, gào thét chuyển động, đem cự khuyển kia vây ở trong đấy. Ba vị cung chủ Hàn Nguyệt Cung liên kết uy lực khủng bố vô cùng, thậm chí ngay cả Ứng Tông Đạo cường nhân như vậy cũng phải nhượng bộ lui binh. Giờ phút này các nàng hợp lực thôi động cấm bảo như Thất Tinh Hoàn Nguyệt đại trận, lập tức đem đám người Diệp Húc, Triều Cung Thiều chấn áp, thậm chí ngay cả cự khuyển kia cũng đang bị ép tới kịch liệt thu nhỏ lại. Lại chấn áp tiếp, chỉ sợ sư đệ và sư tôn của Ứng Sư Huynh sẽ bị Thất Tinh Hoàn Nguyệt đại trận nghiền chết mất thôi. Quỳnh Tiêu công chủ trong lòng có chút chần chừ, chậm rãi thu hồi pháp lực. Ngọc Tiêu công chủ thấy thế cười lạnh một tiếng,
hoa quế thụ đột nhiên dâng lên, hàng nghìn hàng vạn luồng sáng mờ bay múa giống như giao long bốc lên, gào thét mà đánh về trung tâm của bảy mặt trăng. Đại sư tỷ, làm gì đuổi tận giết tuyệt như vậy? Quỳnh Tiêu công chủ khẽ nhíu mày, chỉ thấy Quảng Hàn cung dưới chân của nàng đột nhiên dâng lên, chấn động nhô cao, hàng nghìn hàng vạn ánh sáng mờ đều bị phá nát. Lập tức tòa Quảng Hàn cung bay lên, xông đến tận trời, đem đám người Diệp Phúc đặt dưới cung điện ầm ầm rơi xuống. Quỳnh Tiêu công chủ hạ giọng nói: "Bọn họ dù sao cũng là sư đệ và sư tôn của Ứng Tông đạo, thủ đoạn của Ứng Tông đạo còn trên cả chúng ta. Hắn không chịu thiệt nếu chúng ta xử tử sư đệ và sư tôn của hắn, chỉ sợ hắn sẽ gây bất lợi cho Hàn Nguyệt cung ta thôi. Không bằng trước chấn áp bọn họ, bảo bọn họ nói lời xin lỗi, nhận sai, bồi thường tổn thất cho Hàn Nguyệt cung ta là được." "Xin lỗi nhận sai sao?" Ngọc Tiêu công chủ giận dữ, hoa quế thụ di chuyển xong người, hàng tỉa cành vũ động. "Nhị sư muội, tâm tư của ngươi không thể gạt được ta đâu. Bản cung giết sư đệ và sư tôn của nam nhân ngươi, khiến hắn và ngươi hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ, cũng vì muốn tốt cho ngươi thôi, cho ngươi hoàn toàn chết tâm, có thể toàn tâm toàn ý làm việc cho Hàn Nguyệt cung ta. Ứng Tông đạo lòng muông dạ thú, nếu hắn trở thành vu hoàng, tất gây bất lợi cho Hàn Nguyệt cung ta." Quỳnh Tiêu công chủ hạ giọng nói: "Ứng sư huynh tốt xấu gì cũng là nhân tộc, mà ma hoàng là ma, tương lai giữa nhân ma tất có một trận đại chiến, ma hoàng tiến công thế giới vu hoàng, đại sư tỷ đứng ở bên nào đây?" "Hàn Nguyệt cung ta độc lập ngoài thế giới vu hoàng, cho dù ma hoàng thống nhất vu hoàng thì lại như thế nào? Đến lúc đó ta là vợ của ma hoàng, mẫu nghi thiên hạ, Hàn Nguyệt cung ta tất bao trùm trên các đại thánh địa, ngay cả tổ sư cũng không làm được như vậy." "Mẫu nghi thiên hạ sao? Đại sư tỷ, ngươi đừng quên, ngươi không phải chính thất của ma hoàng mà là nhỏ, là thiếp kìa. Mẫu nghi thiên hạ chỉ sợ còn không tới phiên sư tỷ đâu." Hai vị công chủ dương thương búa kiếm tranh luận không ngừng. Cảnh Tiêu công chủ không khỏi đau đầu, kháng thanh mà nói: "Hai vị sư tỷ không cần cãi nhau, không bằng đem bọn họ chấn áp vạn năm đi, thẳng đến bọn họ chết già đi. Nếu Ứng Tông đạo đến, liền bảo hắn bồi thường tổn thất cho Hàn Nguyệt cung ta, chữa trị thất tinh hoàn nguyệt đại trận cho chúng ta là được." Nàng cũng có thể thôi động Quảng Hàn cung, đoạt lấy quyền chủ động trong tay Quỳnh Tiêu công chủ, đem tòa cung điện này khởi động. Chỉ thấy đại lục trên Quảng Hàn cung bí cảnh đột nhiên vỡ ra một vết sách tối đen, nối thẳng đến không gian không lường được. Động huyệt vỡ ra, vô cùng vô tận ma khí, yêu khí phóng lên cao, giống như một cột khí tối đen xông lên ngàn dặm trời cao, khủng bố vô cùng. Quảng Hàn cung chấn động, đám người Diệp Phúc đều rơi vào trong vết sách này, biến mất không thấy đâu nữa. Cảnh Tiêu công chủ thu hồi Quảng Hàn cung, hoãn khẩu khí, cười nói: "Vết sách này chính là chấn ma quật tổ sư mở ra, không gian trong đó phức tạp, từ thời kỳ thượng cổ liền chấn áp không biết bao nhiêu ma đầu, bất cứ kẻ nào bị chấn áp cũng đừng hòng trốn thoát được. Đại tỷ, nhị tỷ, Diệp thiếu bảo và Triệu công thiếu ở Hàn Nguyệt cung ta quậy phá, đem hai người bọn họ chấn áp ở chấn ma quật, thẳng đến bọn họ chết ra, chuyện này các tỷ nghĩ xử lý như thế được không?" Ngọc Tiêu cười lạnh không ngừng, phất tay áo rời đi, dương giọng nói: "Tam muội, chuyện này liền sao cho ngươi xử lý vậy? Bản cung đến chủ trì và việc đám hỏi với Thái Dương thần cung." Quỳnh Tiêu công chủ cũng thở dài thầm nghĩ: "Chấn ma quật chính là nơi tổ sư chấn áp tà ma, ngay cả ba vị công chủ chúng ta cũng không dễ dàng xâm nhập vào, nếu không sẽ bị nhốt đến chết kìa, chỉ sợ Ứng sư huynh cũng không thể cứu bọn họ ra được." Nàng từng nghe qua lời đồn về chấn ma quật, nghe nói năm đó Nga Hoàng tính mở Hàn Nguyệt cung, thành lập một đại thánh địa, khiến Nga Hoàng khó chịu, phái rất nhiều hoàng kỳ cường nhân đến sinh sự, bức nàng trở lại vu hoang. Những nhân hoàng này tất cả đều bị Nga Hoàng bắt giữ, tạo ra địa cung thần bí này, chấn áp tất cả bọn họ ở dưới. Sau lại chấn ma quật này lại có không ít vị cung chủ qua nhiều thế hệ bắt giữ ma đầu gây bất lợi cho Hàn Nguyệt cung, cũng nhốt hết vào chấn ma quật. Bất kỳ ai trong đó tu vi cũng có thể so với Ứng Tông đạo, sự tồn tại này rất mạnh mẽ và cực đoan. Cho đến ngày nay, hơn 10 vạn năm chưa có một người nào có thể trốn thoát khỏi địa cung thần bí này ra ngoài. Ứng sư huynh, ta đã làm hết sức rồi, bọn họ sống hay chết liền xem số phận của bọn họ. Nàng thở dài cũng liền rời đi, trở về Tam Tiêu Điện. Bên trong chấn ma quật, Diệp Phúc và Triều Công Thiều không tự chủ được rơi xuống phía dưới, giống như rơi vào một vực sâu không đáy vậy. Diệp Phúc trong lòng cả kinh, lập tức sử dụng ngọc lầu, bóng dáng tam tôn khôi ngô hùng tráng trong lầu đột nhiên xuất hiện, vần xung quanh hắn cùng đứng trên cự khuyển. Hắn thoáng yên tâm, ba vị đại minh tuân vương cộng thêm vị nhân hoàng Triều Công Thiều này, sức mạnh khổng lồ như thế, cho dù gặp thứ khủng bố gì cũng có thể ngăn cản một phần. Sát khí thật nồng đậm. Già La Minh Tôn hết nhìn đông tới nhìn tây, ồm ồm nói: "Nơi này là nơi quỷ quái gì vậy?" Tu Đại Minh Tôn tám mắt mở ra, ánh mắt mọi nơi nhìn quét,
thế nhưng không có phát hiện cái dị trạng gì, trầm ngâm không nói. Bảo Hiền Minh Tôn đột nhiên một quyền đánh ra, chỉ thấy không gian hơi lay động, lập tức bình ổn xuống. Hắn không khỏi nhíu mày, vò đầu nói: không gian nơi này được người ta gia cố giống như thiết thùng vậy, căn bản không thể mở ra hư không, từ nơi này trốn thoát ra ngoài được. Hàn Nguyệt Cung đem chúng ta trấn áp ở trong này, tất nhiên là có đạo lý của các nàng, cho là chúng ta không thể trốn thoát khỏi nơi này được. Diệp Phúc thu hồi nguyên thần, thôi động cựu khuyển, trầm giọng nói: nơi này khẳng định có điều cổ quái, mọi người hãy cẩn thận. Hạo Thiên Khuyển, ngươi đem xác mẫu thân ngươi thu lại, chúng ta tốt nhất khôi phục tu vi trước để phòng bất chắc kìa. Đám người Già La Minh Tôn, Triều Cung Thiều đều thu hồi pháp lực và thiên địa pháp tướng, đều tự lấy linh mạch ra, chậm rãi khôi phục lại tu. Thôi động Hạo Thiên Khuyển trưởng thành cấp bậc nhân hoàng, tiêu hao rất lớn, mặc dù là đại minh tôn vương của hàng cổ ma vực, thậm chí là nhân hoàng như Triều Cung Thiều cũng không chịu nổi, tu vi tự thân bị tiêu hao đến 7-8 phần. Chú chó đen há mồm đem mẫu thân của nó nuốt vào trong miệng, sau đó nhảy đến đầu vai của Già La Minh Tôn ngồi xổm xuống. Trong vực sâu tràn ngập cảm giác lạnh lẽo, oán khí bốc lên cùng sát khí vô cùng vô oán khí biến thành tiếng giống thê lương thê thảm, khiến người ta xương cốt như nhũn ra. Sát khí như kiếm, dường như có thể ngưng tụ thành thực thể, hóa thành kiếm sắc mắt thường không thể phát hiện, đâm vào thân thể bọn họ, thậm chí đâm vào trong tử phủ, hồn phách, thần thức, nguyên thần, thiên địa pháp tướng, ngang dọc mà cắt. Đối với người tu vi và thực lực hơi thấp, chỉ sợ đi vào vực sâu này liền lập tức bị sát khí nơi này cắn nát. Nhưng cũng may đoàn người Diệp Húc đều là hạng người thực lực hùng mạnh cực đoan, cho dù là Hạo Thiên Khuyển, cái con phá cầu này, tu vi cũng đạt tới cảnh giới pháp tướng kỳ, còn có bá chủ nhân hoàng đỉnh cao Triều Cung Thiều này ở đây, chỉ là sát khí sẽ không thể làm gì bọn họ. Trừ thứ đó ra còn có một lực chấn áp khủng bố chấn áp tu vi bọn họ, dường như sâu trong vực sâu có một quái vật lớn tản mắt ra sự rung động khủng bố áp chế tất cả. Dẫn lực vô hình truyền đến, đem bọn họ kéo đến chỗ sâu nhất của vực sâu. Bọn họ rốt cục rơi xuống đáy vực sâu, chỉ nghe răng rắc mấy tiếng, dưới chân bọn họ truyền đến tiếng xương gãy. Diệp Phúc cúi xuống nhìn, chỉ thấy dưới bàn chân họ đủ loại thi cốt này sớm đã hư thối, thậm chí ngay cả xương cốt cũng trở nên vô cùng xốp, vừa dẫm liền vỡ. Triều Công Thiều cười nói: xem ra Hàn Nguyệt Cung không chỉ chấn áp chúng ta, còn chấn áp qua những người khác nữa. Không biết các nàng đem chúng ta chấn áp ở nơi nào, chi bằng tìm ra một thông đạo từ nơi này thoát ra. Lão ta tu vi thâm hậu, chính là nhân hoàng đường đường, đối với cảnh ngộ trước mắt không chút để trong lòng, tự tin có thể trốn thoát được. Hạo Thiên Khuyển từ đầu vai của Già La Minh Tôn nhảy xuống, ngậm một cây xương đùi, vội vội vàng vàng chạy đến trước người Già La Minh Tôn, hưng phấn phe phẩy cái đuôi sủa lên gâu gâu. Già La Minh Tôn mặt sắc tối sầm, cả giận mà nói: lão tử mới không ăn loại xương cốt này, lão tử thích ăn thịt, hơn nữa là loại thịt tươi, tốt nhất là cái loại một ngụm cắn xuống máu tươi vẩy ra, máu thịt bay tứ tung kìa. Hạo Thiên Khuyển lướt mắt xem thường, ngậm xương đùi chạy đến trước mặt Diệp Húc, cái đuôi lắc lắc như máy xay gió. Diệp Húc cười cười tiếp nhận xương đùi, dùng sức ném về phía xa xa, chỉ thấy phá cầu này lập tức lao như tên bắn đuổi theo cái xương kia. Đường đường là đệ nhất đại tôn vương dưới chứng chủ công, không ngờ còn chơi trò thiểu năng trí tuệ đuổi xương này sao? Bảo Hiền Minh Tôn hừ lạnh một tiếng, nhắc tới tam sao kích trở thành cây tam trong răng, đối với hành vi của con chó phá cầu này có chút khinh thường. Già La Minh Tôn nhớ tới chuyện mình thua ở trong tay con phá cầu này, vẫn là một bụng lửa giận, tức không xả ra được, cả giận mà nói: còn không phải cái đám khốn kiếp các ngươi âm thầm ra tay giúp con phá cầu này đối phó với lão tử hay sao? Nếu không tên vệ hoại này làm sao có thể trở thành đệ nhất tôn vương được? Tu Đề và Bảo Hiền cười lạnh không ngừng, âm thầm mà nói: nếu ngươi làm đệ nhất tôn vương, chẳng phải là nói chúng ta ngay cả chó cũng không bằng hay sao? Nếu chó cũng không bằng, vậy thì tất cả chúng ta đều chó cũng không bằng đi, ngươi đừng nghĩ nằm ngoài số đấy được. Hạo Thiên Khuyển đuổi theo cây xương đùi ngậm trong miệng rồi sủa gâu gâu, vội vàng chạy về hướng Diệp Phúc kêu lên: để ta tới quăng xương nào. Già La Minh Tôn tức giận không chỗ giải phóng, âm hiểm cười một tiếng, đoạt lấy cây xương đùi kia dùng sức tung ra. Víu một cái xương đùi bị hắn toàn lực ném ra, trong nháy mắt mất tăm mất tích, không biết bị ném tới đâu nữa. Đại Minh Tôn Vương thực lực khủng bố vô cùng, cái xương đùi này chỉ sợ bị tung ra mấy trăm dặm. Hạo Thiên Khuyển càng thêm hưng phấn phóng về phía trước, biến mất không thấy đâu nữa. Đệ nhất tôn vương, chỉ sợ cuối cùng không về được rồi. Già La Minh Tôn liếc Tu Đề và Bảo Hiền, ba vị đại minh tôn vương âm hiểm cười không ngừng. Nơi này hình như là trấn ma quật của Hàn Nguyệt Cung.
Triều Công Thiều đánh giá chung quanh một cái, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, sắc mặt kịch biến, lấy tay bắt, chỉ thấy một đầu lâu bay lên, dừng trong tay của hắn, sắc mặt âm tình bất định nói. Nghe nói trong trấn ma quật, trấn áp đều là cường nhân cấp bậc nhân hoàng, từ xưa đến nay hơn 10 vạn năm rồi, không có ai có thể từ trấn ma quật trốn thoát được. Mấy bộ xương khô này, hơn phân nửa là nhân hoàng bị trấn áp rồi. Đám người già La Minh Tôn sắc mặt cũng thay đổi, thất thanh nói. Không có khả năng, nhân hoàng thân thể bất tử bất diệt, năm tháng ăn mòn đối với thân thể nhân hoàng mà nói căn bản là vô dụng. Nếu thi cốt này thật sự là nhân hoàng, sao có thể bị ăn mòn phong hóa thành cái dạng này được? Không sai, thân thể nhân hoàng có thể bảo tồn triệu năm trở nên, thi cốt này sao có thể là nhân hoàng được? Tu Đề Minh Tôn nhíu mày nói. Diệp Húc cẩn thận đánh giá, đột nhiên mở miệng nói. Thi cốt này hẳn là nhân hoàng, các ngươi có cảm giác được hay không? Tinh khí trong cơ thể mình đang từ từ mất đi kìa. Đám người già La Minh Tôn nao nao, dụng tâm cảm nhận, quả nhiên phát hiện tinh khí trong cơ thể mình từ từ mất đi. Tuy nhiên tốc độ mất đi thật chậm, không dễ cảm thấy. Hơn nữa, linh mạch bọn họ dùng để khôi phục tu vi, nên tu vi không có xói mòn, ngược lại chậm rãi tăng trưởng, làm cho bọn họ càng không thể phát giác đến biến hóa tinh tế trong cơ thể của mình. Diệp Húc trầm giọng nói. Thì cốt này sở dĩ hư thối lợi hại như vậy, thậm chí ngay cả thân thể nhân hoàng cũng bị phá nát. Quá nữa, đó là chung tác dụng kỳ quái trong trấn ma quật này, làm cho tinh khí bọn họ mất đi, từ cảnh giới nhân hoàng hạ xuống. Nếu như linh mạch chúng ta hao hết, chỉ sợ cũng sẽ giống như những người này, biến thành một đống xương khô. Hắn đi nhanh về phía trước, đột nhiên dừng trước mặt một bộ thi cốt thật lớn. Khối thi cốt này cao hơn 40 trượng, thân người, miệng chim, lưng mọc hai cánh, hẳn là một vị nhân hoàng thuộc yêu tộc. Trong tay thi cốt cầm một món vũ khí kỳ lạ, giống như một cây quyền trượng, nhưng đỉnh quyền trượng lại là một vòng tròn thật lớn. Đây là một món nhân hoàng chi bảo, uy lực, tiềm năng, tiềm tàng mạnh mẽ. Tuy nhiên giờ phút này, món bảo vật này lại giống như sắt thường, không cảm thấy chút năng lượng lưu động nào. Diệp Phúc lấy tay hướng chộp tới quyền trượng, chỉ nghe rầm một tiếng, cây quyền trượng bị dập nát, hóa thành một làn bụi mù. Chấn ma quật, ngay cả năng lượng trong nhân hoàng chi bảo cũng rút ra được, không còn một mảnh kia. Diệp Phúc không khỏi sờn cả da gà trong lòng. Chấn ma quật này quả nhiên thật sự tà môn, ngay cả nhân hoàng chi bảo cũng không thể bảo toàn. Tất cả năng lượng bị rút ra, thậm chí ngay cả tinh hoa của các loại tài liệu quý hiếm cấu thành bảo vật cũng bị rút hết. Từ trọng bảo uy năng cực lớn hóa thành sắt thường, lại từ sắt thường hóa thành tro tàn. Ngoại trừ khối thi cốt nhân hoàng yêu tộc này, hắn còn phát hiện một thi cốt nhân hoàng chính đạo khác nữa. Vị nhân hoàng chính đạo này chết đi, 9 tầng bảo tháp phân giải hóa thành vu hồn giới. Ngay cả vu hồn giới này cũng phân giải, chỉ còn lại có dấu vết bảo tháp mơ mơ hồ hồ. Đám người Triều Công Thiều và già La Minh Tôn đều tự có phát hiện, nhưng kết quả đều giống nhau. Thân thể nhân hoàng phân giải, nhân hoàng chi bảo cũng phân giải hết, không có chút uy lực nào. Bọn họ đều tự lấy ra vu bảo trong tay, chỉ thấy vu bảo của bọn họ cũng bắt đầu xuất hiện tình huống mất đi tinh khí, uy lực từ từ yếu đi. Với tốc độ này, tiếp qua 260 năm nữa, tu vi của bản tôn sẽ bị gặp rút hết kìa. Già La Minh Tôn nhíu mày nói. Tu Đề Minh Tôn cũng nhíu mày lên tiếng. Ta nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ được 200 năm. Diệp Phúc tự kiểm tra bản thân, thở dài. Hắn tu vi là yếu nhất, đám người già La Minh Tôn còn có thể chống đỡ mấy trăm năm, nhưng hắn lại chỉ có thể chống đỡ được 3-40 năm. Tuy nhiên, hắn có được linh mạch thuần dương bậc 9, có thể cuồn cuộn không ngừng bổ sung loại tiêu hao này, thậm chí còn có thể khiến tu vi đột nhiên tăng mạnh, nâng cao rất nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, không cần lo lắng tu vi bị rút sạch. Nhưng đến khi linh mạch thuần dương tiêu hao hết, chờ đợi hắn liền chỉ là một con đường chết. Triều Công Thiều trầm giọng nói. Phải mau chóng tìm ra đường ra ngoài, nếu không chúng ta sớm hay muộn cũng sẽ bị chết ở trong này. Đứng ở nơi đây thời gian càng dài, liền càng không có hy vọng đi ra ngoài được. Bọn họ tiếp tục đi về phía trước. Diệp Phúc hiếu kỳ nói. Sư bá, chẳng lẽ trước giờ thật sự không có ai từ nơi này thoát ra hay sao? Triều Công Thiều sắc mặt ngưng trọng, lắc lắc đầu nói. Không có, tòa trấn ma quật này chính là Nga Hoàng xây dựng, trấn áp không biết bao nhiêu nhân hoàng có ý đồ gây bất lợi cho Hàn Nguyệt Cung, không ai có thể trốn thoát được. Sau lại Hàn Nguyệt Cung qua nhiều thế hệ cung chủ, lại bắt tới không biết bao nhiêu ma đầu, bá chủ thanh danh hiền hách cũng trấn áp ở nơi đây. Những người này một khi bị trấn áp rồi liền không có xuất hiện qua. Có lẽ trong trấn ma quật này có cái gì đó hấp thu tất cả tu vi của bọn họ, khiến cho bọn họ chết già ở chỗ này. Trong lòng hắn mơ hồ có cảm giác không ổn. Trấn ma quật của Hàn Nguyệt Cung trấn áp không biết bao nhiêu nhân hoàng đứng đầu, những người này tất cả đều không thể trốn thoát được. Triều Công Thiều tự nhận thực lực của mình so với những nhân hoàng này
chỉ sợ vị trí không được vào hàng cuối bảng. Những nhân hoàng này không thể trốn thoát, chỉ sợ hắn lại càng không thể. Cái con phá cầu kia chạy đi đâu rồi? Già La Minh Tôn có chút lo lắng, mơ hồ hối hận mình đã ném xương quá xa. Hắn đang nghĩ ngợi, chỉ thấy Hạo Thiên Khuyển tung tăng trở về, miệng ngậm một cây xương đùi lớn kỳ cục. Cái xương đùi này dài đến hơn 60 trượng, giống như xương cốt của một con cự thú. Già La Minh Tôn nhìn xem đến trong mắt cũng suýt nữa rơi xuống, trong lòng buồn bực dị thường. Xương đùi hắn quăng ra chỉ dài khoảng 2 thước, như thế nào trong chớp mắt liền biến lớn đây? Rất hiển nhiên, con phá cầu này căn bản không tìm được xương đùi Già La Minh Tôn quăng ra, mà là ở trên đường tùy tiện nhặt một cây liền ngậm trở về, ý đồ lừa dối quá quan. Cái xương này ngươi lấy từ đâu ra vậy? Triều Công Thiều sắc mặt vui vẻ, vội vàng từ trong miệng Hạo Thiên Khuyển đoạt lấy cây xương đùi, hơi dùng sức không ngờ không thể bẻ gãy, không khỏi cười ha hả. Quả nhiên đúng là vậy, nhân hoàng bị nhốt ở đây mỗi người đều là người tài, với thủ đoạn của bọn họ khẳng định đã tìm kiếm phương pháp rời khỏi trấn ma quật. Hiển nhiên những người này đã tìm được chỗ mấu chốt rồi, cho nên thi cốt người này mới có thể bảo tồn hoàn hảo như trước được, tinh khí không có bị rút ra hoàn toàn. Lão đầu, người dám đoạt xương của bản tôn sao? Hạo Thiên Khuyển nghiêng đầu lướt nhìn Triều Công Thiều, nhai răng nhếch miệng. Đệ nhất tôn vương rất là khó chịu. Già La Minh Tôn vui mừng quá đỗi, vội vàng thúc giục nói: Nơi này khắp nơi đều có xương của nhân hoàng, người muốn bao nhiêu xương cốt liền có bấy nhiêu, đi mau mang chúng ta đến nơi ngươi nhặt cây xương này. Cây xương này làm cho bọn họ nhìn thấy được hy vọng. Nếu như lúc trước những nhân hoàng đã tìm được cơ hội rời khỏi trấn ma quật, bọn họ khẳng định cũng sẽ có hy vọng rời khỏi nơi đây. Mấy người hừng hực đi về phía trước, chỉ có Diệp Húc vẫn ở lại tại chỗ. Thiếu Bảo, chẳng lẽ ngươi không đi cùng chúng ta hay sao? Triều Công Thiều quay đầu lại hiếu kỳ nói. Diệp Húc lắc lắc đầu thấp giọng nói: Ta không cho rằng tìm được nơi táng thân của vị nhân hoàng này liền có thể rời khỏi nơi đây. Nếu phương hướng hắn tìm kiếm là chính xác, sao lại chết ở chỗ này đây? Theo ý ta, đó chắc chắn là một tuyệt lộ, khiến hắn đem tinh lực suốt đời mình tiêu phí ở trên mặt, cuối cùng chết cũng không thu hoạch được gì. Triều Công Thiều chần chừ một chút, cắn răng nói: Bất kể như thế nào, tóm lại là còn có một chút hy vọng. Bốn người một chó cấp tốc chạy như bay về phía trước. Diệp Húc thở dài, cũng cất bước đuổi kịp bọn họ. Không quá bao lâu, bọn họ đi vào một thông đạo cao tới mấy trăm trượng. Thông đạo này là có người dùng đại pháp lực từ hư không oanh kích ra một con đường. Người này pháp lực hẳn là vô cùng hùng hậu, vượt xa Triều Công Thiều, gần như là nhân hoàng trong nhân hoàng, bá chủ trong bá chủ. Pháp lực của hắn thậm chí trọng tố hư không, đem thông đạo ổn định xuống, hơn 10 vạn năm cũng không có sụp đổ. Mọi người cùng vào, dọc theo thông đạo này chạy như bay về phía trước. Không quá lâu, rút cục đi đến nơi Hạo Thiên Khuyển lấy xương, cũng tới cuối thông đạo. Chỉ thấy một khối thi cốt vô cùng cao lớn phơi thây trước vách thông đạo. Vị nhân hoàng vô cùng mạnh mẽ này vẫn chưa đánh xuyên đường để rời khỏi, kiệt lực mà chết. Đường này không thông. Trên vách tường thông đạo hư không viết bốn chữ to bằng máu đầm đìa, ở trong mắt đám người Diệp Húc có vẻ vô cùng châm chọc. Triều Công Thiều cẩn thận cảm ứng, chỉ cảm thấy trong thông đạo tốc độ tinh khí mất đi chậm lại không ít lần, lúc này trầm giọng nói: Người này hẳn là cảm ứng được từ bên này tốc độ chấn ma quật hấp thu tinh khí biến chậm, bởi vậy mới lựa chọn con đường này. Đáng tiếc vị nhân hoàng này pháp lực gấp mấy lần ta, lại vẫn không có thể đánh xuyên qua được một con đường sống. Đám người Già La Minh Tôn ủ rũ, bọn họ vốn tưởng rằng sẽ tìm ra được một con đường sống, nhưng hiện tại ngay cả đường sống này cũng đã đứt rồi. Một vị đỉnh nhân hoàng hơn Triều Công Thiều gấp mấy lần cũng không thể đánh xuyên qua hư không rời khỏi nơi đây, bọn họ tự nhiên là càng không thể. Sư bá, các vị minh tôn, các người có nghĩ tới hay không, rốt cuộc là cái gì rút đi tinh khí trong cơ thể chúng ta đây? Diệp Húc ánh mắt chớp động cười nói: Theo ý ta, chúng ta nên truy tìm nguồn gốc, tìm kiếm đến sự huyền bí của trấn ma quật này. Chỉ cần phá giải sự huyền bí của nơi đây, rời khỏi nơi này tự nhiên là sẽ dễ dàng thôi. Triều Công Thiều ánh mắt sáng lên cười nói: Diệp tiểu tử cũng là não qua linh hoạt một ít thôi, mọi người hãy đi theo ta. Hắn cẩn thận cảm ứng hướng tinh khí chảy về, bước ra thông đạo đi về phía trước. Đám người Diệp Húc đuổi theo hắn, chỉ thấy dọc đường đi không ngừng có thi cốt của nhân hoàng của ba tộc người ma yêu xuất hiện. Hiển nhiên những nhân hoàng bị trấn áp này cũng có ý tưởng như Diệp Húc, định tìm ra thứ hút tinh khí và tu vi của bọn họ, đem thứ đó đánh vỡ, từ đó tìm được biện pháp rời khỏi nơi đây. Đáng tiếc chính là những người này tỉnh ngộ quá muộn, khi nghĩ ra vậy đã hao phí tất cả năng lượng trong cơ thể mình, chỉ có thể đi đến nơi đây liền mệnh tang tại chỗ.
Dọc theo đường đi thi cốt khắp cả. Diệp Phúc trong lòng càng ngày càng nặng. Những nhân hoàng này đều là hạng người kinh thái tuyệt diễm, nhưng cũng chết ở nơi đây, khiến hắn đối với con đường phía trước của mình cảm thấy không chút khả quan. Rốt cuộc bọn họ cũng đi đến cuối con đường, trước mắt đột nhiên xuất hiện một cung điện ở dưới đất thật là lớn. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 126 của chúng ta tạm thời sẽ kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở tập 127 tối nay.